Yakutsk hay Yakutsk là một thành phố ở vùng Viễn Đông Nga, cách dòng Bắc Cực khoảng 450 km về phía Nam. Đây là thủ phủ của Cộng hòa Sa Kha, Nga và là một trong những nơi lạnh nhất thế giới. Chỉ có Norilsk cùng thuộc Nga và Yakutsk là những thành phố lớn nằm trong vùng đóng băng vĩnh cửu liên tục. Theo số liệu, nhiệt độ trung bình năm ở Norilsk thấp nhất thế giới nhưng Yakutsk lại lạnh sâu hơn vào mùa đông, từng xác lập nhiều kỷ lục nhiệt độ thấp nhất thế giới. Nhiệt độ trung bình hàng tháng ở Yakutsk dao động từ 19,5 độ C vào tháng 7 đến âm 38,6 độ C vào tháng 1. Do đó, người dân quen với cảnh bị đóng băng vào mùa đông. Ngay cả những ngày có nắng ấm, vạn vật đều có thể bị đông cứng chỉ sau vài giây ở ngoài trời. Một ấm nước sôi 100 độ C khi hắt lên trời sẽ lập tức trở thành băng tuyết. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, thành phố này vẫn có khoảng 300.000 dân, gần như toàn bộ là người dân địa phương, sinh sống ở đây từ nhiều đời. Họ có những kinh nghiệm dày dạn để đối phó với khí hậu khắc nghiệt, dường như không còn chỗ cho sự sống. Mặc đủ ấm luôn là bí quyết sinh tồn của người dân Yakutsk. Điều quan trọng là họ phải mặc nhiều lớp quần áo và mặc quần cách nhiệt. Chỉ trừ đôi mắt để nhìn đường, toàn thân thể phải được che kín để không bị bỏng lạnh. Trời lạnh tới nỗi chỉ vài phút dưới trời lạnh, lông mi, lông mày và tóc của người đi đường cũng sẽ đóng băng. Thông thường, họ chỉ ở ngoài trời tối đa 20 phút để đảm bảo sức khỏe. Nếu ở lại quá lâu, cơ thể mệt mỏi, đau nhức các khớp. Nhiệt kế thủy ngân từng ghi nhận nhiệt độ ở Yakutsk chạm đáy là âm 65 độ C vào năm 2018, một trong những kỷ lục thấp nhất mọi thời đại.